mong muốn tôn vinh, lưu giữ những giá trị di sản của các ngành nghề truyền thống và lan tỏa tới nhiều thế hệ. Sau 10 năm ấp ủ, vào ngày 1 tháng 8, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt cuốn sách Nghề truyền thống Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách Nghề truyền thống Việt gồm 45 bộ ảnh tương ứng với 45 nghề truyền thống trên khắp cả nước, như nghề làm giấy Cao Bằng, nghề làm tranh Đông Hồ, nghề dệt lụa Mã Châu, nghề làm mành trúc ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những làng nghề còn giữ được cách làm thủ công, chưa có nhiều sự xuất hiện của máy móc công nghiệp. Qua cuốn sách Nghề truyền thống Việt, tác giả mong muốn sẽ truyền tải được giá trị di sản đến công chúng, từ nét đẹp lao động bình dị, tình yêu nghề, tâm huyết của các nghệ nhân, những người luôn cố gắng giữ lửa nghề truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu sau cơn bão số 2 kèm theo mưa to, nước trên hệ thống sông Bùi tràn qua đê gây ra ngập lụt tại nhiều địa phương ở ngoại thành Hà Nội. Từ thời điểm xảy ra ngập úng vào ngày 24 tháng 7 đến nay, hàng nghìn hộ dân vẫn sống trong cảnh ngập lụt. Nhưng hơn lúc nào hết, bằng tinh thần tương thân tương ái và phương châm bốn tại chỗ, người dân vùng lũ Hà Nội vẫn lạc quan để vượt qua. Câu chuyện được phóng viên Truyền hình Nhân dân ghi lại trong ngày 1 tháng 8 tại xã Nam Phương Tiến, vùng rốn lũ của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày thứ 8, người dân ba thôn Nam Hải, Nhân Lý và Hạnh Bồ của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội phải sống trong tình cảnh ngập lụt như thế này. Người dân cho biết nước đã rút khoảng 5-60cm so với thời điểm đỉnh lũ, nhưng phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vẫn bằng những chiếc xuồng nhỏ. Mình chăn 2.000 vịt, nhưng lũ chết mất khoảng 1.000. Cá con nào nhỏ thì nó khoảng 2 cân 2 đến 3 cân rưỡi, mất tầm khoảng 3 tấn, hơn 3 tấn. Những người dân này cho biết 15 năm trở lại đây đã 3 lần nước tràn qua đê hữu sông Bùi, gây ngập lụt cho nhiều xã của huyện Chương Mỹ. Đợt lũ năm nay bắt đầu ngập từ ngày 24 tháng 7 đến nay đã kéo dài nhiều ngày. Nhưng bằng tinh thần chủ động bốn tại chỗ, mỗi thôn đều thành lập nhiều tổ nhóm hỗ trợ nhân dân. Tổng số hộ dân trong thôn Nam Hải thì 355 hộ, thì coi như mà 355 hộ là cô lập, hơn 1.800 nhân khẩu được cô lập và đã di rời được khoảng hơn 100 hộ dân với khoảng hơn 1.000 nhân khẩu. Vùng lũ thì chúng tôi sống chung với lũ, nhà nào có cái gì thì đều tập trung sử dụng chung nhau mà ở, có thể những nhà cao lên nhà thấp lên nhà cao để ở chung với nhau. Cùng với phương án huy động lực lượng bốn tại chỗ để người dân hỗ trợ nhau di rời người, tài sản đến nơi an toàn, thì tinh thần tương thân tương ái cũng được thể hiện qua việc tiếp nhận phân phối kịp thời hàng cứu trợ đến tận tay từng người trong vùng ngập lụt. Tôi đi lấy hàng cứu trợ giúp mọi người trong xóm. Ngoài ra thì các hộ dân mà cần những cái nhu yếu phẩm gì là tôi sẵn sàng để đi mua giúp mọi người. Mạnh Thường Quân cùng Ủy ban Nhân dân xã, các cấp, các ngành về gọi là hỗ trợ nhân dân cũng rất kịp thời. Đến thời điểm hiện nay là không có trường hợp nào là dịch bệnh cũng như là thường tật các thứ loại kia, là mọi vấn đề đã đều an toàn tuyệt đối. Cuộc sống của nhân dân thì dân dân ổn định. Nếu mà nước tình hình như này mà nước cứ mỗi hôm rút được khoảng 15-20 phần đấy thì có lẽ trong khoảng một tuần này chúng tôi sẽ có lương đi lại. Toàn huyện Chương Mỹ hiện vẫn còn 24 thôn xóm bị ngập, trong đó hơn 1.300 hộ bị ngập từ 0,5 đến 2 mét, hơn 1.500 hộ bị ngập lối đi, nhiều hộ gia đình trồng trọt và chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa và đặc biệt là sự san sẻ giúp đỡ lẫn nhau của người dân vùng lũ, hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái đã giúp người dân vùng lũ Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lạc quan, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, 7 tháng năm 2024 tại thành phố xảy ra 24 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài bị ảnh hưởng là 830 m, gây thiệt hại hơn 14,5 tỷ đồng và làm 13 căn nhà bị sạt hoàn toàn, một nhà kho bị sụt lún, 34 căn nhà bị sạt một phần hoặc bị ảnh hưởng. Các địa phương xảy ra sạt lở nhiều là tại các quận huyện Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ và Cái Răng. So với cùng kỳ năm 2023, tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong 7 tháng năm 2024 đã giảm về số vụ, chiều dài sạt lở, nhưng mức độ thiệt hại vẫn rất đáng lo ngại và cần có những biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
ngành chức năng thành phố thường xuyên phối hợp với các quận huyện tổ chức các đoàn khảo sát thực địa, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phòng chống, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại các vị trí sạt lở nguy hiểm, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng bằng việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với tiêu chí giúp người dân hiểu rõ về nguy cơ sạt lở và biết cách ứng phó hiệu quả.